Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu sử ca sĩ Ngọc Lan. Ngọc Lan có tên thật là Lê Thanh Lan, sinh vào ngày 28 tháng 12 năm 1956 tại Nha Trang. Cô còn được gọi chung với tên thánh là Maria Lê Thanh Lan. Ngọc Lan là người con thứ 5 trong số 8 người con trong một gia đình khá giả. Cha của cô, ông Lê Đức Mậu, từng phục vụ trong binh chủng truyền tin của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Khi còn ở Việt Nam, cô đã đến với âm nhạc qua nhạc sĩ Lê Hoàng Long và từng học nhạc và biểu diễn trong một số dịp tại Nha Trang. Cô đã từng theo học ở trường Lý Thường Kiệt, ngoại ô Sài Gòn. Về sự nghiệp, năm 1980, Ngọc Lan đến Hoa Kỳ và định cư tại Minnesota. Hai năm sau, Ngọc Lan đã thực sự bắt đầu sự nghiệp ca hát ở California. Cô lấy nghệ danh Ngọc Lan vì tên thật Thanh Lan chung với ca sĩ Thanh Lan đã nổi tiếng. Với sự giới thiệu của ca sĩ Duy Quang, cô đã hát tại một số quán cà phê nhạc và các buổi biểu diễn. Trong những buổi đầu đi hát với mục đích kiếm tiền phụ giúp gia đình và trang trải việc học hành, cô đã từng có ý định bỏ nghề để về phụ gia đình bán hamburger vì cô cảm thấy thanh quản của cô không cho phép cô hát quá nhiều. Nhưng được sự khích lệ của người thân và bạn bè, cô tiếp tục con đường ca hát và đã gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi. Với chất giọng ngọt ngào, trữ tình, man mác nỗi buồn, Ngọc Lan đã nhanh chóng được khán giả biết đến và đã được các trung tâm nổi tiếng mời thu âm như Trung tâm Băng Nhạc Dạ Lan, Trung tâm Giáng Ngọc và xuất hiện thường xuyên tại các vũ trường, phòng trà. Đặc biệt, sau khi cộng tác với Trung tâm Âm Nhạc May Production và được trung tâm này thực hiện riêng hai chương trình video đặc biệt Ngọc Lan 1 Như Em Đã Yêu Anh năm 1989 và Ngọc Lan 2 Mặt Trời Bên Kia Mùa Hạ năm 1991 bởi đạo diễn Đặng Trần Thức, thì Ngọc Lan đã đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp âm nhạc. Hai cuốn video cho đến nay vẫn được đánh giá là hai cuốn video có giá trị về mặt nghệ thuật được dành riêng cho một nghệ sĩ. Sự thành công ngoài sức tưởng tượng của Ngọc Lan được giới chuyên môn nhận định là do tên tuổi của cô xuất hiện vào những năm tháng mà nền âm nhạc hải ngoại đang khát ca sĩ và những tiếng hát mới. Sự xuất hiện của cô với việc lựa chọn đúng dòng nhạc tình ca, dòng nhạc mà trong thời kỳ này rất được ưa chuộng. Bên cạnh những tiếng hát đã thành công với những thể loại này từ trước năm 1975 như Khánh Hà, Tuấn Ngọc, Duy Quang, cũng đã góp phần dẫn tới sự thành công của cô. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận được tài năng và chất giọng thiên phú của cô mới chính là yếu tố đưa tên tuổi của cô bay xa hơn trên bầu trời âm nhạc. Thành công nối tiếp thành công. Sau đó, cuối thập niên 80, đầu 90, cô đã nhận lời mời của Trung tâm Asia tham gia trong CD 15 Liên Khúc Tình Yêu cùng với hai tiếng hát khác cũng đã được mến mộ lúc bấy giờ là Trung Hành và Kiều Nga. CD này đã mở ra thời kỳ của phong trào liên khúc và được ưa chuộng không riêng gì tại hải ngoại mà còn lan về tận ở Việt Nam. Được ghi nhận là một trong những CD liên khúc có số bán cao nhất trong lịch sử của trung tâm này. Qua CD này, tên tuổi của Ngọc Lan ngày càng nổi tiếng. Đồng thời, trong thời gian này, cô cũng được mời đi lưu diễn liên tục khắp nơi và đã trở thành nữ ca sĩ top của liên tiếp 4 năm kể từ năm 1987 trong làng ca nhạc của cộng đồng người Việt trên khắp Nam Châu. Đáng kể như là chuyến lưu diễn 3 đêm rất thành công của cô tại Sydney, Melbourne, Úc năm 1990. Báo Chiêu Dương của Úc đã đăng ngày 14 tháng 9 năm 1990. Năm 1992 là năm đánh dấu sự thu hình trực tiếp đầu tiên của Ngọc Lan trên sân khấu ca nhạc trong chương trình Hollywood Night 1 với ca khúc Mưa Trên Biển Vắng ngày 10 tháng 3 năm 1992. Cũng trong dịp này, cô đã dành cho MC Nam Lộc buổi phỏng vấn chính thức đầu tiên. Ngọc Lan có sự cộng tác gắn bó với những chương trình của Hollywood Night. Điều này đã làm cho nhiều người lầm tưởng
cô có hùn vốn với trung tâm này. Sự cộng tác vẫn diễn ra liên tục và đều đặn cho tới khi cô giã từ sự nghiệp để lui về bóng tối. Nên có thể nói tên tuổi của Ngọc Lan đã gắn liền với những chương trình Hollywood này. Ngọc Lan được yêu thích qua nhiều nhạc phẩm nước ngoài lời Việt như Mưa Trên Biển Vắng. Cô đã cho đây là ca khúc đã đưa cô đến gần với khán giả. Dòng Sông Tuổi Nhỏ. Cô cũng trình diễn nhiều ca khúc tiếng Pháp. Cô hát ở rất nhiều thể loại nhạc và dòng nhạc. Theo một số người sưu tầm nhạc, cô đã trình bày trên 800 ca khúc và trên 40 video clip. Sự hạn chế quay video thu hình được chính cô giải thích là do bản tính nhút nhát của mình trước ống kính. Sự xuất hiện hạn chế. Sau đó Ngọc Lan đột ngột không xuất hiện nữa vào năm 1993 và tạo nên nhiều tin đồn. Năm 1994, cô xuất hiện trở lại trong một số chương trình. Cùng năm đó, trong chương trình đánh dấu sự trở lại của cô mang tên Ngọc Lan và Thính Giả Yêu Thương tại Anaheim với kết quả thành công mỹ mãn. Tuy nhiên, sau buổi ca nhạc đó, khán giả cũng nhận ra rằng cô có phần nào suy sụp tinh thần và tiếng hát của cô không còn linh động như xưa. Nguyên nhân có lẽ là do bệnh tình và sự qua đời đột ngột của người chị gái trước đó không lâu. Năm 1994 cũng là một năm cô kết hôn với nhạc sĩ Kevin Khoa. Và từ đó trở đi, cô vẫn tiếp tục sinh hoạt văn nghệ nhưng không còn mạnh mẽ như những năm đầu thập niên 90 khi mà tên tuổi của cô được rất nhiều người biết đến vì sức khỏe không cho phép. Trong năm 1996, trong lần thu hình trong cuốn video 12, Việt Nam niềm nhớ cho trung tâm Asia tại Toronto để trình bày nhạc phẩm Con Đường Tôi Về của nhạc sĩ Lê Tín Hương. Trước hàng ngàn khán giả, Ngọc Lan đã phải có người nắm tay đưa lên sân khấu. Dù bị hạn chế tầm nhìn, nhưng cô vẫn cố gắng lột tả trọn vẹn ca khúc này với hình ảnh khó quên khi mà cô quỳ giữa sân khấu vào lúc cuối phần trình diễn. Và trong thời gian đó, Ngọc Lan thỉnh thoảng vẫn còn xuất hiện trong các băng video cho các trung tâm ca nhạc như Hollywood Night, Asia, nhưng hầu hết là các clip quay ngoài cảnh thay vì trên sân khấu. Năm 1998, Ngọc Lan xuất hiện lần cuối cùng trong dịp thu hình quay cảnh cho Asia cuốn video 18, Nhớ Sài Gòn. Trong cuốn video này, Ngọc Lan đã cắt đi kiểu tóc uốn xoăn đặc trưng mà thay vào đó là kiểu tóc tém cùng với gương mặt mệt mỏi, đượm buồn của mình trong ca khúc Khóc Một Dòng Sông của Đức Huy. Đây là video ca nhạc cuối cùng của cô với trung tâm Asia. Sau đó không lâu, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình tại Nam California phát hình ngày 10 tháng 3 năm 1998, Ngọc Lan và phu quân Kevin Khoa đã dành cho MC Nam Lộc và Thụy Trinh một buổi nói chuyện thân tình để giải tỏa những thắc mắc và lời đồn đại về tình trạng bệnh tình của cô từ giới thượng ngoạn. Tại hai tai hại nhất là vụ trung tâm băng nhạc Diễm Xưa đưa tin về việc ca sĩ hải ngoại Ngọc Lan đã qua đời trước đó. Và đây cũng là lần cuối cùng cô xuất hiện trước khán giả. Sau đó cô giã từ sân khấu lùi hẳn vào trong bóng tối vì bệnh tình của cô ngày càng trầm trọng. Qua đời. Sau một thời gian dài, trị chứng bệnh đa xơ cứng hành hạ và thị lực bị hạn chế, Ngọc Lan đã từ trần lúc 8:25 ngày 6 tháng 3 năm 2001 tại Bệnh viện Venture Hospital của California. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.